Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu giày lừa cho bé như thế này. Thì dụng cụ gồm có lem miêu cô tông, kim móc, mình sử dụng kim móc hai đầu số 4, kéo cắt lem. Đầu tiên các bạn móc cho mình một mặt đế như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, các bạn nhấp link bên dưới tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thân giày. Đầu tiên các bạn móc cho mình hai mũi móc xích, bắt đầu từ chân mũi dời của mặt đế. Móc lên hai mũi xích. Chân kế đến các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân phía trong của chân móc này. Ở đây nó có hai chân móc, mình móc vào chân phía trong một mũi nửa kép. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép vào chân phía trong của chân mũi này. Chân kế tiếp cũng vậy, một mũi nửa kép vào chân phía trong. Các bạn móc tiếp tục cho mình các chân móc còn lại tương tự như vậy. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc cho mình vào chân móc này một mũi dời. Sau đó lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Năm chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Tiếp đến móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc này. Chân móc kế bên cũng một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau khi móc các mũi móc đơn cho đến giữa thân giày, các bạn gập đôi lại cho mình cái mặt đế. Sau đó đo tương ứng. Ở phía bên này hai mũi nửa kép chúng ta bắt đầu ở chân mũi này. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép vào chân mũi này. Tiếp đến các chân móc còn lại móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi móc xong, các bạn móc cho mình vào chân móc này một mũi dời và móc lên hai mũi móc xích để tiếp tục hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba của thân giày, các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ hai. 6 mũi nữa, 6 mũi kép đơn đến hai mũi nửa kép và các mũi đơn còn lại. Cũng làm tương tự ở phía bên này. Các bạn móc cho mình cho đến hết hàng. Chân móc này là mũi nửa kép. Kế đến là mũi nửa kép. Các chân móc còn lại là mũi móc đơn. Như vậy. Ở hai chân móc này là mũi nửa kép.
Các chữ móc còn lại là mũi kép đơn. Cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong, các bạn móc cho mình vào chân móc này một mũi dời. Sau đó cắt len. Các bạn gập đôi mặt đế lại. Sau đó tính từ cái chân móc này. Các bạn tính ra 1, 2, 3, 4. Và chúng ta bắt đầu móc từ chân móc thứ 5. Ở đây các bạn cũng móc ở cái sợi móc phía trong của chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó các bạn móc cho mình 7 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Cũng móc vào cái sợi móc phía trong của chân móc. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên để kết thúc hàng thứ nhất. Tiếp tục dùng một mũi dời móc vào chân móc kế tiếp. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào 7 chân móc, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào chân mũi kế bên để kết thúc hàng thứ hai. Lưu ý ở chỗ này, các bạn móc cho mình luồn từ ngoài vào trong. Luồn từ ngoài vào trong chân móc. Đây. Móc và kéo len qua chân móc để kết thúc hàng thứ hai. Làm như vậy thì mũi móc của chúng ta sẽ đẹp hơn. Luồn kim móc từ ngoài vào trong. Móc và kéo len qua chân móc để gây nên một hàng tiếp theo. Ở hàng thứ ba này các bạn móc cho mình 7 chân móc, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Làm tương tự như hàng thứ hai. Tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên để kết thúc hàng và dùng một mũi dời móc vào chân móc kế bên để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ tư này các bạn móc cho mình chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn. Năm chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chân móc còn lại móc 2 mũi móc đơn. Sau đó dùng mũi dời luồn từ ngoài vào trong. Móc và kéo len qua để kết thúc hàng. Tiếp tục dùng mũi dời móc từ ngoài vào trong để gây nên hàng tiếp theo. Ở hàng thứ 5, các bạn cũng móc cho mình 9 mũi móc, mỗi mũi móc là một mũi móc đơn. Dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên để kết thúc hàng. Tiếp tục một mũi dời vào chân móc kế tiếp để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc tiếp tục 9 mũi. Các bề ngang của đôi giày tương ứng với 9 mũi móc đơn, cho nên các bạn sẽ móc lên cho mình các hàng móc tương tự, mỗi hàng móc là 9 mũi móc đơn. Cho đến giữa cái thân dài như thế này. Khi nào mà các bạn cảm thấy nó vừa đủ cái bàn chân của bé là các bạn ngưng. Sau khi móc được 11 hàng móc đơn như thế này
Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Hai chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình ở cái chân phía ngoài của cái chân móc này. Móc ở cái mũi phía ngoài này. Hai cái mũi móc đầu tiên các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Cũng móc vào cái chân móc phía ngoài. Ở hai chân móc cuối cùng các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Sau đó gây nên hai mũi móc xích và móc một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình vào luôn cả hai chân như thế này, luồn từ ngoài vào trong, móc và kéo len qua chân móc. Tiếp đến móc cho mình vào cái lỗ này 3 mũi móc đơn. Ở cái chân móc chụm này các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng là cái chân mũi chụm này các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Và móc vào cái dây móc xích này 3 mũi móc đơn. Sau đó dùng mũi dời móc vào hai cái chân móc này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, móc vào hai chân móc kế bên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Sau khi móc xong các mũi nửa kép ở hai chân mũi cuối cùng, các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau đó dùng mũi dời móc vào cái chân móc này. Kéo lên. Sau đó cắt lên. Các bạn giấu cho mình cái phần len thừa này vào bên trong. Sau khi giấu len hoàn tất, các bạn sẽ được một mẫu giày lừa như thế này. Các bạn cắt cho mình một đoạn dây. Sau đó luồn sợi dây vào cái hàng móc ở ngoài cùng của cái đôi giày. Các bạn cứ tiếp tục luồn vào các hàng móc này. Chúng ta sẽ được một mẫu giày như thế này. Ở đây mình có thêm một mẫu giày lười màu vàng như thế này. Thì cái mẫu màu vàng khác cái mẫu màu xanh ở chỗ là nó có thêm cái phần G. Cái phần G này. Thì cái phần này làm cũng rất là đơn giản. Ở đây mình đã làm sẵn cho các bạn một cái mẫu giày lười giống như cái mẫu màu xanh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thêm cái phần G này vào trong. Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một mũi dời tại chân móc này.
móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục thêm một mũi móc đơn vào chân móc kế bên. Các bạn cứ móc ngược lại cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc xong các mũi móc đơn, các bạn móc cho mình một mũi dời vào chân móc này. Sau đó kéo len các sợi len. Sau đó các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong. Sau khi giấu len hoàn tất, các bạn sẽ được một mẫu giày lười có gờ như thế này. Các bạn móc cho mình một sợi dây móc xích dài khoảng 100 đến 120 mũi. Sau đó luồn sợi dây qua cái hàng móc ngoài cùng này, giống như là luồn sợi dây của cái mẫu màu xanh, là chúng ta sẽ được một mẫu như thế này. Chúc các bạn thành công!